Xin chào mọi người, hôm nay về với kênh của Đức Mario thì trước mặt mọi người đây là một sản phẩm xe điện ba bánh Super V10 hay còn gọi là gọi là Super Line. Thì sản phẩm Super Line này sẽ có mức giá như thế nào? Hiện tại giá thành theo thị trường trên chiếc Super Line này là 19 triệu 300 được nhà máy hỗ trợ giảm giá còn 16 triệu 900 nghìn đã được bao gồm miền phí vận chuyển trên toàn quốc và trên chiếc Super Line này chúng ta sẽ được tận hưởng gì ở cái mức giá 16 triệu 900 nghìn thì ngay bây giờ đi theo Đức Miro xem chi tiết về chiếc xe này nhá. Rồi uh, thứ nhất là về phần đầu đèn của xe chúng ta sẽ có dòng chữ LINE ở đây, có dòng chữ đèn eBay. Đèn này là đèn của eBay. Thì đèn eBay này sử dụng trên rất là nhiều dòng xe như là Mi Pro Beauty uh, rất là nhiều ấy. Đấy, thế nên là mọi người có thể uh, nhìn vào chi tiết chiếc đèn này thì mọi người sẽ biết đánh giá chất lượng hoàn thiện của cái chiếc xe này như thế nào. Giỏ phía trước được làm bằng sắt và được trang bị là ba ốc để bắt giỏ này và cái đèn này thì chúng ta sẽ xem là nó có sáng hay không nhá theo mình thấy nó có cả đèn định vị ban ngày đấy mọi người thì thấy không bật tắt ở đèn chính giữa này cực kỳ là sáng và sắc nét 16 triệu 900 mà mua chiếc này thì cực kỳ là hợp lý nhà mình thì không có cái khái niệm mà tặng anh em cái thảm hay là tặng anh em cái bộ uh, linh tinh gì đâu nhà mình chỉ giảm giá trực tiếp vào xe cho mọi người và mọi người thích sử dụng số tiền đấy làm gì thì đấy là việc của mọi người chứ cái việc đấy thì mình không bắt ép là anh em phải mua mức giá 19 triệu xong mình tặng anh em một bộ bình nếu mà anh em mua được giá 19 triệu mình tặng cho anh em một bộ bình mới đi kèm theo xe nghe xe của anh em được hai bộ bình anh em sách về hỏng anh em thay thì nó sẽ có được cái giá trị bền vững hơn thay vì là những cái cờ lê hay mỏ lết vì chân tay chúng ta yếu rồi chúng ta lại sử dụng cờ lê mỏ lết như kiểu là tặng như kiểu chơi nhau ấy anh em hiểu không? Đấy. Rồi bây giờ chúng ta quay về phía xe tiếp tục thì chúng ta sẽ được trang bị ba bánh trên xe này đều là bánh 300 10 vành là vành đa chấu và có phanh cơ ở phía đằng trước đây là 300 trừ 10 nhé nếu mà sản phẩm Light Pro nó còn có hệ thống phanh đĩa ở phía đằng trước thì là 18 triệu 500 và cái sản phẩm đấy thì có nhiều cốp hơn có thể từ sử dụng động cơ nó lên đến 1000W nhưng trên chiếc lai thường này của chúng ta sẽ có động cơ là 650W thì theo mình đánh giá động cơ 650W đi khá là ổn định và khá là ok rồi thế nên là chúng ta không cần ham hố lên những cái động cơ khỏe làm gì động cơ khỏe để cho chúng ta đi đâm nhau hay là đi đua xe đâu mà chúng ta phải lo về những cái động cơ và trên chiếc xe này chúng ta sẽ có 3 nút tốc độ chạy có cầu v sai. Bây giờ mình sẽ thử chạy hết 3 nút tốc độ chạy nhé chiếc xe này sẽ đạt được từ 38 đến 43 km cho một giờ chạy. đấy Và trên chiếc xe này chúng ta sẽ được sử dụng là khung đòn kép này. Đấy. Anh em có thể thấy này, khung đòn rất là dài và rộng. Và thân xe này sẽ thể hiện dòng chữ super. Nếu mà cái dòng chữ này chúng ta có thể gấp vào được nhé. Gấp vào thì chúng ta sẽ mất dòng chữ super đi. Đấy. Gấp vào này, chúng ta sẽ mất dòng chữ super. Đấy, khi kéo ra thì chúng ta sẽ thấy thể hiện dòng chữ Super Và ở ngay ở phía bánh đằng sau này của chúng ta sẽ được sử dụng là vành là vành đa chấu lốp và lốp 310 10 Lốp không xăm Và cái chắn bùn này của chúng ta được sử dụng là chắn bùn nhựa cao cấp đấy, Có tích hợp đèn xi nhan ở phía đằng sau đấy Cái xe này thì theo mình đánh giá Khách quan nhất là 16 triệu 900 không thể có em nào tốt hơn như em này rồi đấy. Thứ nhất là thương hiệu lớn thương hiệu Super Đúng không ạ? Công nghệ thì đến từ Nhật Bản Đấy. Đấy. Chạy cực kỳ là êm, Ui êm lắm Đấy. Đấy. Có số tiến, số lùi như video mình đã quay Và ở trên hai tay phanh này đều có lúm gài phanh chống trôi Xe của chúng ta ở đây có màn hình điện tử LCD Đó Thể hiện là pin này, km và số km đã đi Bên tay ga của chúng ta sẽ có lút B, khóa an toàn của trẻ con 123 2, 3 nhanh chậm đấy à, có nút à, đèn còi xi nhan đều đầy đủ là cái chắc rồi phanh chân này rồi nút B khóa an toàn trẻ con và ở phía đằng sau của chiếc xe này chúng ta được trang bị một cái hộp đựng đồ à, ở phía đằng sau nhìn rất là hoành tráng đúng không ạ đây hộp đựng đồ cũng khá là to đấy nhưng mà theo mình đánh giá thì cái hộp đựng đồ này sẽ không để kín được nước nha anh em nhé nên là chúng ta phải chú ý và cái tựa lưng này cũng khá là to và có dòng chuyến la ở đằng sau. À, cái hộp đồ này thì mọi người hay đánh giá là liệu cái hộp đồ này đứng lên có gáy không? Thì mình đảm bảo với anh em là hộp đồ này đứng lên sẽ bị gáy. Nhưng mà anh em đứng ở mép thùng như mình đến 1 m tám mấy. Đây. Đu lên chẳng sao. Đấy mọi người thấy, thấy không? đấy không? Nó là phải biết cách đứng nhá Chứ đừng nhìn vào người ta quảng cáo. Mà cũng chẳng ai dại đi đứng lên cái hộp đồ này làm gì. Đây còn về phía đằng sau này của chúng ta sẽ được sử dụng động cơ này được làm bằng gang Được làm bằng gang Có cầu vi sai Có quạt gió làm mát Đấy. Rồi trên chiếc xe này chúng ta sẽ được sử dụng là 4 bình ắc quy 30 AH cung cấp quãng đường từ 60 đến 80 km trong một lần sạc à, Vận tốc tối đa từ 38 đến 40 km một giờ à, Thời gian bảo hành của chiếc xe này sẽ được bảo hành lên đến năm. 35 năm anh em nhé Nên là anh em không phải lo lắng về bất kể một vấn đề gì Đấy. Bây giờ mình sẽ thử À, ngồi lên trải nghiệm một vòng tròn xem nào ơi À từ từ quên mất Trên chiếc xe này còn có cả gì nhỉ Chìa khóa chống trộm Đi điều khiển từ xa đi không cần chìa khóa Đấy, đấy. đấy. Mình bật hai đèn cảnh báo này Xời Xời Chạy cũng khá là ok đấy. đấy Đây cái đèn cảnh báo ở hai bên này lút đỏ Đấy mọi người có thể thấy không đấy. Rồi với mức giá 16 triệu 900 nghìn đã bao gồm miền phí vận chuyển trên toàn quốc cho chiếc sản phẩm xe điện bảo bánh Superline này thì mọi người thấy giá thành của chiếc xe này đã hợp lý với túi tiền của mọi người chưa? Hãy để lại comment ý kiến phía bên dưới của kênh Đức Mario. Giờ thì cũng phải xin chào hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video lần sau của Đức Mario.